Đâu, mì của bạn nhỏ, mấy nhỏ vỗ tay chào các bạn nghe các bạn. Đâu mì nào? Bạn chỉnh lấy mì nào nè. Lấy. Chỗ lấy mì nào rồi? Mì đó là mì gì? Mì chủ là tôm nè. Mì hảo hảo. Mì hảo hảo. Nè. Đó, cái này là mình bỏ với mình hâm nha các bạn. Cái này nè. Cái heo cao bồ này các bạn ơi, heo cao bồ là mình phải bỏ vô đây mình hâm. Đó nha, bạn xỉnh cũng không có nồi nhiều, bạn xỉnh có nồi cơm điện nè, bạn xỉnh. Mẹ bạn xỉnh bỏ vô hấp nha, hấp cho nóng. Xong rồi mì hảo hảo này nè, mình luộc lên nha các bạn. Mình bỏ vô mình luộc chín đi, mình luộc chín xong rồi mình trộn với cái heo cao bồi và bỏ thêm một vài lá quế cho bạn xỉnh với chị Thân thưởng thức nha, mấy nhàn đấy nha. Các bạn dục phá, các bạn thấy không, dục em nhàn nè. Phá lắm. Rồi gấp cái này nha các bạn nha. Cái này hấp mình nè. Gấp ra. Đây. Chị Thân gấp ra đi. Chị Thân gấp cái này ra. Gấp cái này ra để cho nó nguội đi nha. Rồi. Nè bạn Thân xé mì bỏ vô. Vô cho nó ấy. Bỏ ấy thôi nha Thân nha. Bỏ cái mì thôi, đừng bỏ bột nêm. Thứ tự chị Thân là bạn Thân làm cho các bạn xem nha. Có gì đâu mà ngại, lấy đũa quậy lên. Mì tôm nó có màu vàng sẵn. Nó thơm. Đừng có nhặn quá thôi, nhặn quá gãy mì lần lát không có sợi dài. À, đợi chút xíu nha các bạn nha. Nóng không Thân? Không, ấm ấm mà không có nóng. Ừ, để nó ấm ấm lần lát mình bỏ vô mình trộn. Đã không các bạn coi nè. Heo cao bồi nè. Thịt viên 3 phút. À. Đang quay video sao bạn xỉnh xả hơi vậy? Không phải có, quên mấy nhỏ. Trời ơi, mấy nhỏ ai được coi. Rồi để mình coi xong chưa là mình dốc mì lên nha các bạn. Ừ. Không, con vớt qua này nè Thân. Con vớt chỗ này rồi để cho nó ráo rồi mới bỏ qua đó nha. Con xé ra nha mẹ. Thôi chưa được đâu bạn xỉnh, chưa xé được đâu bạn xỉnh. Để cái này là hấp làm nóng thôi nha các bạn. Đó bạn Thân làm kìa. Mày. Đừng chọc em không. Đó bạn Thân vớt ra nha để cho nó ráo rồi mình bỏ vô nồi mình trộn ăn nha các bạn nha. Thân làm khéo không các bạn. Thèm quá anh em ơi. Sao? Thèm lắm. Đó thèm lắm. Bạn nhàn thèm không nhàn? Cái em nhàn phá này các bạn, em nhàn phá lắm. phá mà lúc trước á, video trước mình học bữa tối á, cái con nó nhỏ này là nó tới nó nghịch không à các anh nha anh em. Nó còn nghịch không à. Mình nghĩ là nó sắp ráo rồi đó. Rồi đổ ra nồi thôi bạn Thân ơi. Đâu. Bạn Thân sẽ thực hành các bước cho các bạn xem nha. Rồi bạn Thân xé cái này bỏ vô trộn ha. Bây giờ mình xem quá. Bạn Thân hướng dẫn các bạn đi làm sao nữa. Bây giờ mình bỏ vô mình trộn lên nha các bạn. Ừ, trộn lên. Bỏ ăn em miếng được. Chính đang cầm đũa sẵn chờ các bạn. Thơm quá các bạn. Thơm quá. Thơm như một cháo. Rồi trộn vô nha. Wow, đã ghê. Chắc xích cá bồi lắm nè mọi người. Đã quá. Các bạn thấy xích không? Lấy cái muỗng này vét lên nè Thân. Đó, thấy bạn Thân làm thèm luôn bạn. Đó hả? Ồ, sạch sẽ luôn bạn ơi. Thơm đó các bạn. Cái này trống được 2 cái luôn nha các bạn. Rồi, thôi. Thơm quá. Thơm lắm em ơi. Nè, Thân bỏ mấy lá quế cho thơm Thân. Bỏ thêm một chút rau nữa nè. Trộn trộn đã. Thân lật lá quế nha. Ui, con thịt này các bạn ơi. Đã. Ngon. Thả ghê các bạn. Thịt ngon như trò. Ừ, thịt nó làm sao? Thèm không? Thấy mùi thơm bay lên luôn các bạn. Thịt ngon như trò. Thơm hả Thân ha? Mẹ, thịt ngon như trò. Các bạn mua thử review thử nha các bạn nha. Cái này rất là ngon, 20.000 một bị thôi các bạn. 20.000 một gói thịt nha các bạn. 20.000 một gói này nè. Thịt heo cao bồi nè, trộn với tất cả các loại mì. Ăn với cơm, cho xỉnh chưa gì xỉnh lấy xỉnh ăn rồi nè các bạn.
Rồi Thăng lặt đó bỏ vô. Rồi bạn Thăng đây mình lấy nước ngọt uống đã. Bạn Thăng lặt một ít lá quế nha. Có nước ngọt không? Lấy nước ngọt ra uống thôi. Uống hết nước ngọt rồi hả? Trà thơm ghê các bạn. Thơm ha ha. Thơm. Rồi. Đã tới rồi nha. Rồi, ngon rồi các bạn ơi. Lên quay chuẩn. Rồi thì mình xin chạy qua kia chị Ni qua ăn con. Chị Ni qua ăn luôn. Chị Ni ơi. Chuẩn bị bên mình có thêm một thành viên nữa nha. À. Đây chuẩn bị một bạn kia qua nữa nha. Ờ em Nhàn lại ăn kìa. Ơ mấy Nhàn ơi đừng có phá nha. Của mấy anh mấy chị vậy làm ăn đó. Em Nhàn ăn được đâu. Ờ của chị Thăng làm chị Thăng để lại một lát đưa đủ anh em mới ăn đó. Nhàn phá vách của anh chị nha. Ờ xin ở đây xin ăn dụng trước nè các bạn. Ừ, rớt rớt. Thôi để chờ mấy chị qua ăn con. Ăn chung. Mình ăn trước là mình xấu tính biết không? Dạ. Thôi để hết đi. Nè, bát đũa là xớt ra. Lấy tô là xớt ra nha. Bạn ơi, để rửa ăn cơm rồi các bạn ơi. À, hả? Vậy thì con với Sỉnh ăn đi. Rồi, đưa ra đây ăn nào các bạn. Đây, bưng đi Sỉnh, đi. Bưng ra đây ăn cho sáng nè. Đây, thì Thăng bưng. Rồi, các bạn ăn nha. Các bạn nói gì đi chứ. Sỉnh thấy sao con? Ngon vừa lạc, rất là ngon nha. Ăn em. Vừa ngon vừa lạc mà vừa thơm. Vừa mùi rừng với lại mùi thở nữa. Mùi thở. Bạn Thăng thấy sao? Thăng thấy sao Thăng? Mình ăn mì chung với mùi lá quế rất ngon. À có lá quế thơm thơm đúng không? Còn thịt có ăn thấy sao Thăng? Lấy 4 cái lá. Lấy 4 2 cái lá ở phần. À bạn Thăng thấy sao? Các bạn. À. Mùi mềm. Mẹ ăn cơm mày là ok luôn. Đó. Mẹ ơi. À lấy 3 cái lá quế xong xếp cho đây làm thành cho em Nhàn ăn một miếng đi chị Thăng. Cho em Nhàn một miếng thịt cho em Nhàn biết cảm giác coi. Cho em Nhàn cũng ăn nữa đi chị. Để ông phá làm con miếng nhỏ này miếng thịt chứ chết luôn. Ờ nó nghịch lắm á. Đó chị Thăng cho kìa, em Nhàn ăn đi. Em Nhàn phát biểu cảm nghĩ coi, ăn thấy thì sao? Nhàn ơi, ăn thấy sao con? Ngon. Có chị Thăng rồi. Bữa nay cô Sỉnh đi về quê Phan Rang nha các bạn. Tem trẻ trâu kia là không có quay được. Bây giờ là có thành viên mới của mình là chị Thăng nha. Ăn hết đi con, ăn hết đi chị. Qua đây nói đi con. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ like mình share cho bạn biết kênh nha. Đó, bạn Thăng về nha các bạn. Cô Sỉnh ơi, vô ăn tiếp tục thôi. Bạn Thăng về rồi các bạn. Ăn đi thì con cứ ăn đi. Ăn ngon đi con nói cam nghĩ của con cho các bạn biết. Rồi còn hai anh em cô Sỉnh ăn nha các bạn nha. Cô Sỉnh với em Nhàn ăn nha. Trời ơi. Ôi trời ơi. Lấy cái tay bóng vô luôn hả? Đừng đánh em con. Chữ đánh em con đánh nhẹ nhẹ ta lấy tay em bỏ ra thôi đừng có đánh em quá giơ tay đi chứ. Trời ơi, chửi cái này luôn. Chửi cái này kìa.